Hai, chào các bạn quay trở lại với kênh Đăng Quân Family Cuộc Sống Mỹ. Đây, hôm nay thứ ba nè, thứ ba đựng ngày tiệm không có đông khách nè. Đó, tranh thủ xin vợ làm cái chân. Ok, giờ mấy bạn hãy cùng xem mình làm chân như thế nào nha. Đây, đang xả nước làm chân. Sao em? Làm chân nói sao? Chân bao nhiêu lấy luôn hả? Đây, hôm nay mình sẽ làm cái gói này. Thì ở Mỹ thì những tiệm nail á, bây giờ người ta chuộng cái loại này, cái hiệu này nè, nó thơm lắm. Nhưng mà phải mua đúng cái mùi này nè, Honey Pearl này nè, mùi nó mới thơm. Mua mấy mùi khác á, nó không thơm như lắm. Đó, thợ nail nè. Thợ nail nó là vậy nè. Mà sao mang khẩu trang vậy em? Thúi hả? Nó chê không? Chê dư vậy, chê chân thúi rồi. Bịch lại. Bịch lại. Ừ. Đầu tiên mở cái gói số 1 ha. Ở trong cái hộp nó có là 5 gói nha cả nhà. 5 gói, nó có từng bước. Đó, thì cái gói số 1 là bỏ vô cho nó có mùi nó thơm. Ở chỗ này nè. Là cơm kho nè. Cái này. À, phải bỏ cái này vô nó mới sủi bọt. Nó sủi bọt rồi nha, thấy không? Sao gửi được mùi chứ, xem thôi chứ ngoài đây cái mùi thơm lắm. Thơm hết nguyên cái tiệm luôn. Một cái chân với lại cái hiệu này là chỗ mình là nó đang làm khoảng 70 đô cả nhà. 70 đô nếu mà làm cái gói đó cho một người khách. À, phải mở ra hết một lần làm. Ngâm, phải ngâm chút xíu cho nó bay cái mùi, nhiều người mang giày lâu quá. Cái mùi nó không được thơm. Đó, ngâm cho nó mùi mấy cái mùi nó bay đi. Mình làm chân nó cũng nhột lắm cả nhà. Cái này có cây trà nữa hả? Sướng như ta. Cắt trước. Cắt. Thì cắt ống chân trước. À, có cái bộ dụng cụ vậy hả? Vậy đó. Khóe nè. Gì mà khóe. Nói. Đàn ông cái móng chân nó bự á nha. Còn đàn bà thì móng chân nó cũng nhỏ rồi. Nó bự vậy. Không sao. Quay lâu cho cả nhà biết chi tiết. Thì cũng như Việt Nam, thấy đa số giờ Việt Nam nó cũng làm giống kiểu của mình. Cũng có ghế này nọ chứ đâu phải là như hồi đó anh nhớ chở mẹ đi làm nail hả. Vừa ngồi vô có nguyên cái chậu của em. Nguyên cái xô bằng nhựa đó. Rồi nhúng vô, rồi cái tay cũng cái xô bằng nhựa nhỏ nhúng vô, ngâm. Thôi em. Hồi đó đó, anh chở mẹ đi lâu rồi, hồi nhỏ. Đi Việt Nam. Ừ, hồi đó anh lúc mới 10 tuổi, mấy tuổi vậy đó. Mẹ chở anh chứ phải chở mẹ anh. Anh mà go rồi ông ơi. Ừ. 20 năm về trước rồi. Ừ. Tất nhiên cái thời đó là anh em nó chưa có. Chưa có thịnh hành hả? Chưa có update bằng bên Mỹ. Chưa có thịnh hành. Bây giờ bên Mỹ á, Việt Nam hay coi bên Mỹ đang tiếp này kia, bắt đầu update giống rồi. Ừ. Đó, mấy cái bồn này nó có cái đồ mà sủi á, mấy nhà sủi bọt á. Kệ đi. Lâu lâu mới được vợ làm chứ đâu phải là dễ giàu gì đâu. Bỏ xuống hả? Cắt ngón chân. Cắt ngón chân xong chà gót đúng không? Chà gót. Nó làm gì vậy? Ý kiến phải không? Mỗi người một cái cách làm khác nhau nha. Ai cũng giúp mình nha. Bỏ đó gì ạ? Cái lịch đó. Nâu cái này cái sốt chứ. Cái đi cổ á. À, để cắt da hả? Cắt. Vừa thắt, nó vừa sạch.
ghê vậy ta. Hồi nãy cắt ra nè. Đúng rồi, cái này mỗi tiệm mỗi cách làm khác nhau, mỗi cái bước á, nhiều người đã làm bước bước này trước, bước kia sau. Làm vậy cắt da cho nó dễ. Chuyên nghiệp quá. Cái hỏi làm nail được mấy năm mà chuyên nghiệp quá vậy? Mới làm nail có mấy tháng. Mấy tháng hả? Tại vì mình ở Việt Nam mới qua, mình mới qua được, nhưng mình làm 3 tuần nay à. Ừ. Việt Nam mới qua. Ghê đó. Cả nhà mới theo dõi em mới biết em Việt Nam mới qua nha cả nhà. Mới qua. Chân cao. Giờ hồi nãy mình bỏ cái bịch nè, bỏ bịch ẩu nó bị kẹt vô đây nè. Nên nó tơ kêu quá. Lâu lâu cắt chân xong nó không bị khóe đó nha, để lâu quá cộm cộm chân. Đó, có bộ kèm không mà chuyên nghiệp ghê không. Dùm vô nè. Cắt cái chân mình không u nào nụ da một đống, tại bên Mỹ người ta mang giày nhiều quá nên da nhiều. Đó. Giờ ngồi hưởng. Chân đàn ông nhiều lắm em, nhiều da, hao mới có ngón nữa nha. Trời ơi, mới có ngón mà da kìa. Đã không? Cục chai đây nè. À. Chai đó. À, cục chai hả? Cái làm có tập lắm, da có tập. Không. Thợ làm có tập quá. Là mình nhờ người ta làm cho mình, nó không có con ý. Không. Ừ, đó. Ghê thiệt. Sốt nó đang ngắm cho đây nè. Nó mềm ra. Nó bung ra đúng không? Nó mềm ra, cái này đẩy cái nó ra. Ngâm không cần cắt nhiều đúng không? Đẩy ra thôi. Dạ, cái... Nó sao vậy? Thấy lâu rồi chưa làm mà sao không nhiều? Nhiều, còn làm thường da nó mới ra nhiều. Tôi tưởng phải làm thường nó mới ít chứ. Không, anh làm thường, anh cắt thường da nó ra dữ lắm. À. Lâu lâu làm lần á, da nó ít. Vậy sao thấy có mấy bà khách mà cứ 2 tuần mới tới mới làm lần? Thì mới cắt hoài, đâu phải tới mới làm. Nhiều quá, ngứa. Các bạn cả tháng mới tới, anh thấy không? Cả tháng tới da cũng như đó. Bên này cái kéo thì cái kèm này cũng như kèm kiểu Việt Nam cả nhà, cũng là mua kèm nghĩa Việt Nam đem qua chứ có khác gì đâu. Kèm này được công chú cho. Nhớ hôm bữa rớt qua rớt rồi mà. Kèm không sao hết. Vậy là kèm xịn hả? Kèm công chú cho bích đề á. Ghê vậy. Bữa bích đề cũng tặng cho cái kèm. Nói là mấy ngành này biết mày thèm gì rồi. Nhật mày tặng cho mày cái này là hợp lý. Wow. Đó, chú này đó. Vậy mốt tôi phải tặng một cái kèm. Anh tặng em cái kèm. Ghê không? Ghê. Nhìn nó khác biệt nè. Bên đây cắt rồi nè. Bên đây chưa cắt nè, thấy nó đen hai bên hông nè. Đó, cắt xong bắt đầu mình buffer lại. Bút phờ để làm gì em? Do nó không có bị sần sần sần. À. Mình cắt nhiều khi cái kìm mình á, mình cắt chúng cái móng á, móng mình mới bị sần á. À. Cái hồi đó mình sơn treo cho khách cái nó bị không có gì mốt. À, mà chân anh chút nữa có sơn không? Cái khách nó mang vô.
ăn vốn thì mình không khe đâu, chủ bị chửi anh. Giờ làm vậy mà kêu làm có tâm, thở làm có tâm, không khe nào kêu có tâm. Mình làm một cách nó bán vốn sau khi mà cắt da xong là bắt đầu ôi mong thả nước lên hả, thả miếng nước lên đúng không? Bệnh lắm đó, bắt đầu cái này là giống như là muối á, như có nhiều chỗ người ta xài sugar, có nhiều người ta xài muối biển. Cái công dụng của cái này á là ta tẩy tế bào chết ra của cái chân mình. Đây này là số 3 nè, nè để sugar đó. Thì ở ngoài cái hiệu này ra thì ở Mỹ người ta còn nhiều cái tiệm nail còn nhiều xài cái loại khác nữa, không nhất thiết phải xài loại này đó, nhiều loại của cái nhiều cái hãng khác lắm đó. Ngồi mấy khách vô đây ngồi nó massage vậy nè, có một khách nào mà nó làm chân mà nó ngồi mà nó quay phim vậy thở sao làm ta, có không em? Bình thường hả? Bóp dưới đó phê, bóp dưới lòng bàn chân phê đó. Đây tìm mình nè, tìm làm tìm một cái chân 70 đô vậy thì làm khoảng một tiếng cả nhà, tầm một tiếng hoặc hơn á, chứ không có ít đâu. Tại vì cái dịch vụ cái thì ý là nó 70 là sơn luôn đó, thì tính ra cũng phải hơn tiếng không? Nó thì bên đây á, nó dịch vụ là ví dụ như là một đô là một phút vậy, hẹn vậy, giống như mình đi massage một đô là một phút. Thì ví dụ như là chân anh bên nào? Biết đâu? À hộp súng của anh đó. Đem súng đây đây gì vậy? Để trong xe á, anh lấy. À. Đó này chà gót nè. Nó có cái trong cái hộp á. Nó có đồ chà gót nữa. Vô trong tích cốt. Không nhột. Lúc nào mình chà gót mình cũng hỏi khách mày có nhột không, thường thường khách nó hay nhột lắm. Ghê, yeah, chuyên nghiệp không, vút cái ra hết luôn. Cái đợt gì rồi, cái đợt gì rồi về Việt Nam mình cũng đem mấy gói này mình về làm á ha. Có không, mình nhớ em bỏ vô mà. Mình massage xong á, nhìn nó bên đây cái nó sẽ mượt chút nữa, mình lau lấy nước mình lau ra nó sẽ mượt cái da của mình, nó sẽ mềm. Chưa mà. Đó, bây giờ bỏ cái này, số này số mấy? Số 4. Số 4 này giống như là cái dạng nó là gì? Đâu đây coi cho. Collagen. Này là collagen nè. Thấy không? Thì muối xong rồi collagen thôi. Collagen vô cho nó giống như là mình chà muối á, da người ta nó bị rác á, thì bỏ collagen vô cho nó hấp thụ. Hấp thụ collagen vô. Mát lắm, mát lạnh đã lắm. Mát lạnh để bỏ nóng được chứ. Ừ, mát lạnh chút nữa mình bỏ một cái sáp nến đó kìa. Trời ơi, quá trời vậy. Massage 10 phút. Massage 10 phút nha. Rồi bây giờ mình tắt thôi. Nhiều khi mình quay lâu quá, chút nữa quay lại bước khác quay tiếp nha cả nhà.
Đó, này là sắp nến nè, bỏ vô cho nó ấm cái gốc chân á, ấm cái gốc chân á, cho nó thích vào cái chất cơ tế bào chết ra. Ờ, phải dính vô hả? Thích vô cái con mà chú đèn tràn nó đen buồn. Ờ, nó đen nó thích vào cái da chết á. Chị hả? Nó gấu vô vậy. Nóng lắm. Nóng nó mới hút. Ngồi đâu có tác dụng. Nhưng mà nó không nóng phỏng. Nó nóng kiểu chịu được á. Tại vì có tham mát. Tại vì có tham mát lên trước. Nó có tham mát là nó nóng. Tham mát cái chân hay nóng là nó không đỡ. Ờ, bây giờ hai khăn nóng vô hai chân cho nó hấp thụ. Nóng không? Nóng mà feel good, đã. Để ý cái thứ chỗ tiệm mình ở thứ ba nào cũng vắng khách, vắng hơn là những cái ngày khác. Ở bây giờ khách nó sẽ nằm ngủ chờ trong vòng 5 tới 10 phút sau mới mở ra. Ok. Ghê. Thấy có quay mới đập bùm bùm hay là bình thường cũng đập bùm bùm? Đàn ông phải đập, đàn bà không đập. Đập. Đàn bà đập nó đang chửi chết. Đập chửi chết. Trong rồi. Gỡ ra là da mình nó có dầu của cả nhà. Cái sáp nó có dầu trong đó đó. Ghê không? Chân nó mềm kìa, có dầu quá. Này là chất lâu sành thêm, ngay da chanh mượn cái số 5. Ồ, này cũng collagen luôn nhưng mà collagen nó massage, có lâu sành. Nói đến đâu vậy? Bạn anh đó. Chờ chút nha cả nhà. Có cái điện thoại tới, bình thường mình hay bắt, nay vợ mình nó bắt điện thoại. Đó, bỏ số 5 vô massage là xong rồi cả nhà. Đó. Còn phụ nữ thì người ta muốn sơn chân nữa, nam thì không muốn sơn. Đó. Biết mì à luôn ghê thiệt. Khách gọi hả? Khách gọi biết mì à luôn hả? Ấy gọi bị bác Việt Nam. Bà đây hay làm chân không chóc với lại nhúng. Ấm ha. Bí kíp. Bí kíp hả? Bí kíp. Ừ. Massage này nữa là xong ha. Có bọn thân nóng bên nữa không? Thôi chừng nào bọn thân nóng mình quay tiếp nha. Tại massage này cũng 5-10 phút đó. Bỏ khăn nóng xuống nè cả nhà. Nóng phỏng chân luôn. Ừ, nóng phỏng chân, phóng bốc khói luôn. Đó. Bỏ khăn nóng xong rồi chờ chút xíu là lấy tiền. Chúng nha. Chúng nha. Cúi xuống lấy bọc vậy là chân chúng nha. Khách nào cũng chúng vậy nè. Ghê vậy ta. Đi tính ra làm chân hợp lý ta. Ngầu vậy ta. Vậy này mình ngủ nha. Tính ra làm cũng cực khổ chứ bộ. Bây giờ có một xem cái bê đó. Hôm nay mỗi lần làm gì cái tự nhiên ông già ra mà. Ông bắt đầu suy nghĩ trong đầu ông bị rối lắm. Rối lắm. Ông phải im khi ông nhúc nhích luôn. Có tình trong đụng mà ông không dám đụng. Phải không? Chỉ như già rồi còn sức rồi nữa. Dù muốn lắm. Để lúc nào cũng nói là Mia là ngứt nhất.
thích mì ạ thôi, mình khác không thích. Ghê đó. Ủa em đi làm mà em gắn cái con gấu lên trên nữa hả? Trên đâu? Trên đầu kìa. Từ cột tóc mà. Cái gì mà ghê, cái gì mà nhí nha nhí nhảnh vậy ta? Trời ơi, người ta tặng thì mình phải tận dụng. Ghê vậy. Ai tặng gì vậy? Này hả? Bà chị bà tặng không? Okay. Đó, xong cái chân ở nhà. Đó, thấy bên Mỹ làm chân sao? Lấy tiền được không? Làm vậy lấy tiền thôi. Đâu tiền còn nhiều lắm á. Ừ, làm cái chân vậy thì thường khách nó cho 10 đồng, 20 đồng á cả nhà. Nên mình chừng nào mình bóp càng nhiều thì khách nó cho cà phê á, nó cho tiền cò càng nhiều. Ok, cảm ơn các bạn đã xem video của mình nha. Bye bye và chào tạm biệt.